Trại bò thường chiến chào khách, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2022. Bò em chuẩn bị lên xe giao cho anh khách này một anh ở Chợ Lách, một anh thì ở Phú Hòa, ở Trung Xuân. Chuẩn bị lên xe giao khách ở Phú Hòa Trung Xuân, hai con về gần Chợ Lách. Còn lô bò này thì về dòng cơm. Còn cái lô bò này thì về cái gì đâu, ăn ở đâu qua đây? Ba con á? Ba con ở Vũng Tàu. Vũng Tàu, con số 1. Con số 2, số 3 là Vũng Tàu. Hiện tại mình giờ hết bò luôn. Còn có con à? Giao cách hết. Mình chốt xong rồi nguyên cái lô bò Pháp Kem, Baby Kem. Lô bò chuẩn bị lên xe giao cách này ở trên gần Chợ Lách, hai con với trôi Phú Hòa, Trung Xuân, hai con. Rồi lên đi. Con bìa ngoài những con này dẫn này trước đi, đi đây. Đi kéo lột lột luôn, đi kéo lẹ luôn, cái móc sợi dây nãy giờ không ấy. Với con này nữa là một chú nè. Hai con đó chủ á. Hai con đó. Con cho nó dễ. Đó, hai con đằng thân luôn. Đi.